tôn giáo nào đồng nhất Việt Nam? 16. Hội thánh Minh Lý Đạo Tam Tông Miếu. Minh có nghĩa là thông hiểu, nhận biết rõ ràng. Lý là lý lẽ tuyệt đối. Tam là ba. Tông là tông tổ. Miếu là đền thờ. Đạo này thờ phụng các vị Phật thánh trong Tam giáo là Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Ở Việt Nam, tôn giáo này có số lượng tín đồ khoảng gần 1.000 người, chủ yếu hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Long An. 15. Giáo hội các thành hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Đây là tôn giáo tin thờ Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, tồn tại như ba nhân vật riêng biệt. Ở Việt Nam, tôn giáo này có khoảng 3.000 tín đồ, hoạt động chủ yếu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 14. Đạo Ba Hai. Đạo này tôn thờ Thượng Đế và họ cho rằng sứ giả của Thượng Đế như là Môsê, Chúa Giêsu và Mohammed được gửi vào các thời điểm khác nhau, trong lịch sử với các giáo lý khác nhau để phù hợp với nhu cầu thay đổi của xã hội. Ở Việt Nam, đạo này có khoảng hơn 3.000 tín đồ, chủ yếu hoạt động ở khu vực Nam Trung Bộ trở vào phía Nam. 13. Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn. Đây là một tôn giáo nội sinh do ông Nguyễn Ngọc An sáng lập vào năm 1915 tại Kiên Giang. Về tên gọi của Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn, theo luận giải thì đó là sự hợp thành bởi giáo pháp Phật giáo, pháp môn tu nhân đạo với cốt lõi là Hiếu Nghĩa và lấy tên núi Tà Lơn là địa danh nơi các vị tổ sư tu học và đắc đạo. Tôn giáo này thờ các vị Phật thánh trong Tam giáo Phật Đạo Nho. Ở Việt Nam thì tôn giáo này có khoảng hơn 6.000 tín đồ, chủ yếu hoạt động ở An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp và Kiên Giang. 12. Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh Sư Đạo, gọi tắt là Minh Sư Đạo. Đây là một tôn giáo có sự pha trộn giữa các tôn giáo ở Trung Quốc như Phật giáo Thiền Tông, Đạo giáo và Nho giáo. Ở Việt Nam, tôn giáo này có khoảng hơn 11.000 tín đồ, hoạt động từ các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ vào đến phía Nam. 11. Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương. Đây là tôn giáo do ông Đoàn Minh Huyên, còn gọi là Phật Thầy Tây An, khai lập vào cuối năm 1849 tại Cốc Ông Đạo Kiến, nay là Tây An Cổ Từ ở xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đạo này thì thờ Phật và đề cao tứ ân là ân tổ tiên, ân đất nước, ân tam bảo và ân đồng bào. Số lượng tín đồ của đạo này khoảng 15.000 người, hoạt động chủ yếu ở các tỉnh Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ. 10. Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam. Đây là một giáo phái Cơ đốc giáo hay còn gọi là Đạo Kitô hay Kitô giáo. Tôn giáo này thờ Chúa Giêsu, giao giảng sự cứu rỗi của Chúa Giêsu và sự trở lại của Ngài. Danh xưng Cơ đốc Phục Lâm nghĩa là Chúa Giêsu trở lại. Ở Việt Nam, tôn giáo này có khoảng gần 29.000 tín đồ, hoạt động chủ yếu các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam. 9. Đạo Bà La Môn. Đây là một tôn giáo rất cổ ở Ấn Độ, xuất hiện trước cả thời của Đức Phật Thích Ca, bắt đầu từ vị đại giáo ở Ấn Độ, một trong những tôn giáo cổ nhất của loài người. Đạo Bà La Môn phát triển đến thế kỷ thứ nhất thì cải biến thành Ấn Độ giáo. Đạo Bà La Môn thờ đấng Brahma và đấng tối cao, tối linh và linh hồn của vũ trụ. Ở Việt Nam, đạo này có khoảng gần 70.000 tín đồ, hoạt động chủ yếu ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. 8. Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Đạo này ra đời vào tháng 5 năm 1867 tại Cù Lao Ba, huyện An Phú, tỉnh An Giang ngày nay, do ông Ngô Lợi sáng lập. Ông sinh tại mỏ cày Bến Tre, là sĩ phu Cần Vương, tham gia khởi nghĩa ở vùng Mỹ Tho, Tiền Giang. Bị giặc truy nã, ông chạy vào vùng Thất Sơn, An Giang ẩn thân. Khi mới ra đời, đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa được ông Ngô Lợi gọi là đạo thờ ông bà. Sau này tín đồ gọi đạo của mình là đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Cũng giống như giáo lý của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương là tu nhân học Phật, nhưng đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã phát triển ở nhiều khía cạnh và cụ thể hóa hơn. Đạo này có khoảng hơn 78.000 tín đồ, hoạt động chủ yếu ở các tỉnh Nam Bộ. 7. Đạo Hồi hay Islam giáo. Đây là tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới với hơn 2 tỷ tín đồ, tương đương với khoảng 25% dân số trên thế giới. Đạo này thì tôn thờ chỉ có một Thiên Chúa Allah và Mohammed là sứ giả của Thiên Chúa. Kinh sách chính của Hồi giáo là Kinh Koran, được người Hồi giáo xem là nguyên văn của Thiên Chúa. Ở Việt Nam, tôn giáo này có khoảng hơn 85.000 tín đồ, hoạt động chủ yếu trong cộng đồng dân tộc của người Chăm. 6. Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam. Tôn giáo này do ông Nguyễn Văn Bồng, pháp danh là Nguyễn Trung Chí, sinh năm 1886 tại Tân Mỹ,
Tổng An Thành Thượng, tỉnh Sa Đéc, nay là tỉnh Đồng Tháp sáng lập. Khi tôn giáo do ông sáng lập ra đã được chính quyền công nhận, ông trở thành giáo chủ và được gọi là Đức Tông Sư Minh Chí. Tôn giáo này cũng lấy giáo lý Phật giáo làm gốc, song diễn đạt ngắn gọn và dễ hiểu để cho phù hợp với đời sống của đa số người dân lao động ở Nam Bộ. Ở Việt Nam, đạo này có khoảng 658.000 tín đồ, hoạt động chủ yếu ở các tỉnh Nam Bộ. 5. Đạo Tinh Lành. Đây là một tôn giáo tách ra từ đạo Công giáo ở thế kỷ thứ 16, cùng với sự xuất hiện của giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản. Cũng như Công giáo, đạo Tinh Lành thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, tức là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Người theo đạo Tinh Lành tin vũ trụ, muôn vật đều do Thiên Chúa tạo dựng và điều khiển. Tin con người do Thiên Chúa tạo dựng theo cách riêng và có phần hồn, phần xác. Tin con người bị sa ngã và tội lỗi. Họ tin thiên thần và ma quỷ. Tin có thiên đường và địa ngục. Tin có ngày tận thế, phục sinh và phán xét cuối cùng. Đạo Tinh Lành cũng tin có sự hoài thai của Chúa Giêsu một cách màu nhiệm của bà Maria, nhưng cho rằng bà Maria chỉ đồng trinh cho đến khi sinh Chúa Giêsu, sau đó thì không còn đồng trinh nữa. Và đạo này cũng không thờ lại hình tượng hay tranh ảnh. Ở Việt Nam, đạo Tinh Lành có khoảng hơn 1,1 triệu tín đồ, hoạt động chủ yếu ở các vùng đô thị, các vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là vùng Tây Nguyên. 4. Đạo Cao Đài. Với tên gọi đầy đủ là Đại đạo Tam Kỳ Phổ Đồ, ra đời năm 1926 tại ấp Long Trung, xã Long Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, do một số công chức tư sản địa chủ trí thức sáng lập và phát triển chủ yếu ở các tỉnh thành phố Nam Bộ. Tôn giáo này thờ Thượng Đế dưới dạng một biểu tượng là tả nhãn, tức là con mắt phía bên trái. Cao đài, theo nghĩa đen, là chỉ một nơi cao. Nghĩa bóng là nơi cao nhất mà ở đó Thượng Đế ngự trị, cũng là danh xưng rút gọn của Thượng Đế. Trong tôn giáo, cao đài vốn có danh xưng đầy đủ là Cao đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Maha Tát. Một số tín đồ của đạo cao đài thường tự gọi tôn giáo của mình là đạo trời. Tôn giáo này tôn thờ rất nhiều vị Phật, Thánh, Tiên, Chúa Giêsu trong hệ thống thờ tự của mình. Ở Việt Nam, đạo Cao Đài có khoảng 1,2 triệu tín đồ, hoạt động chủ yếu ở miền Nam, trong đó đông nhất là ở Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. 3. Phật giáo Hòa Hảo. Đây là một tông phái Phật giáo do giáo chủ Huỳnh Phú Sổ khai lập vào năm Kỷ Mão 1939, lấy pháp môn học Phật tu nhân làm căn bản và chủ trương là tu hành tại gia, gọi là tại gia cư sĩ. Tôn giáo này thì lấy nền tảng là đạo Phật, kết hợp với những bài sấm kệ do chính giáo chủ Huỳnh Phú Sổ biên soạn. Quan điểm dân tộc cơ bản được giáo chủ Huỳnh Phú Sổ truyền bá là ân nhớ đất nước, nhớ ơn cha ông, trách nhiệm và bổn phận của con người đối với quê hương là bảo vệ và xây dựng tốt đẹp. Cho đến nay, Phật giáo Hòa Hảo có hơn 1,5 triệu tín đồ, hoạt động chủ yếu ở 5 tỉnh là An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long và Kiên Giang. Tôn giáo lớn thứ hai tại Việt Nam đó chính là Công giáo hay Giáo hội Công giáo, gọi đầy đủ là Giáo hội Công giáo Roma. Giáo hội Công giáo thuộc hệ phái Kitô giáo lớn nhất với trên 1,3 tỷ tín đồ trên thế giới. Tín hữu Công giáo cho rằng Giáo hội Công giáo Roma là giáo hội tế tụng là giáo lý do Chúa Giêsu Kitô thiết lập dựa trên các tông đồ của Chúa Giêsu. Giáo hoàng là người kế vị tông đồ trưởng Phêrô, còn các giám mục là những người kế vị các tông đồ khác. Công giáo tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi gồm Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Khác với đạo Tin Lành, Đức Mẹ Maria chiếm một vị trí quan trọng trong đức tin của người Công giáo. Họ tôn kính bà vì tin rằng bà nhận được những đặc ân của Thiên Chúa mà không người phụ nữ nào khác có được, như là vô nhiễm nguyên tội, là mẹ của Thiên Chúa, đồng trinh trọn đời và hồn xác được lên thiên đàng. Ở Việt Nam thì Công giáo là tôn giáo lớn thứ hai với khoảng hơn 7 triệu tín đồ, phân bố trên khắp cả nước nhưng đông nhất là ở khu vực Đông Nam Bộ. Và tôn giáo lớn nhất ở Việt Nam đó chính là Phật giáo hay còn gọi là Đạo Phật. Đây là một tôn giáo, đồng thời cũng là một hệ thống của triết học có nguồn gốc từ Ấn Độ, bao gồm một loạt các giáo lý tư tưởng triết học, cũng như tư tưởng cùng tư duy về nhân sinh quan, vũ trụ quan, thế giới quan, giải thích hiện tượng tự nhiên tâm linh và xã hội, bản chất của sự vật và sự việc, cùng với đó là những phương pháp thực hành tu tập dựa trên những lời dạy ban đầu của một nhân vật lịch sử có tên là Tất Đạt Đa Cồ Đàm. Và các truyền thống tín ngưỡng được hình thành trong quá trình truyền bá phát triển Phật giáo sau thời của Tất Đạt Đa Cồ Đàm. Theo một thống kê không đầy đủ, thì tại Việt Nam số lượng các tín đồ và những người có niềm tin ở Phật giáo chiếm khoảng 60% dân số, con số tín đồ cụ thể khoảng 15 triệu người hoạt động trên khắp cả nước. Trên đây chính là 16 tôn giáo được công nhận tại Việt Nam tính đến năm 2024. Bạn thuộc tôn giáo nào?
hãy chia sẻ dưới phần bình luận để mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video này. Mến chúc sức khỏe bạn cùng gia đình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.